Trân trọng kính chào quý vị, quý vị đang đến với bản tin 11:30 giờ của báo Người Lao Động với sự đồng hành của Golf Long Thành. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 5. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Qua tổng kết nghị quyết 54 cho thấy nhiều kết quả tích cực được mang lại thông qua thực hiện những chính sách đặc thù. Tuy nhiên, các chính sách hiện có cơ bản chỉ tương tự các địa phương có cơ chế đặc thù. Phạm vi, quy mô, tính chất của các chính sách còn chừng mực, chưa tạo sức đột phá. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt quan trọng với vị thế đầu tàu, trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn nhất cả nước, có số lao động lớn nhất toàn quốc, điều tiết số thu về ngân sách trung ương cao nhất, khoảng 27%. Do vậy, đòi hỏi phải có các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, vượt trội hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh. Như đề biểu đặc biệt quan tâm đến việc phân cấp, phân quyền cho thành phố Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong việc quyết định các vấn đề lớn khi đó thủ tục hành chính sẽ giảm đi rất nhiều tiết kiệm được thời gian chi phí như vậy người dân doanh nghiệp sẽ hưởng lợi môi trường đầu tư kinh doanh sẽ thông thoáng hơn Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm nay, thời tiết ban ngày tại Nam Bộ có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, từ trưa chiều đến tối có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông từ 30 đến 33 độ C, miền Tây từ 28 đến 30 độ C. Ngày 30 tháng 5, mưa rông vẫn diễn ra trên diện rộng từ trưa đến chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to, tuy nhiên lượng mưa có xu hướng giảm. Ngày 31 tháng 5 trở đi có mưa rào và rông rải rác tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa mưa to, ngày giảm mây, nắng nhiều hơn. Trong mưa rông đề phòng khả năng gây ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5. Quốc hội nghe báo cáo của đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn giám sát đã trực tiếp giám sát tại 10 tỉnh thành phố, làm việc với 14 bộ và một số cơ quan liên quan về các nội dung nêu trên. Qua đó đánh giá việc huy động nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện chủ động, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mang lại hiệu quả tích cực trong bối cảnh khó khăn cấp bách. Tuy nhiên, Đoàn giám sát cũng chỉ ra các tồn tại hạn chế như việc quản lý sử dụng thanh toán, quyết toán, kinh phí phòng chống dịch từ ngân sách nhà nước trong và sau giai đoạn cao điểm còn chậm trễ, phát sinh nhiều khó khăn vướng mắt nhưng chưa được giải quyết kịp thời dứt điểm. Sau khi kiểm soát được dịch, chưa làm tốt việc giải thể, bàn giao, quản lý tài sản, thanh toán, quyết toán liên quan đến các bệnh viện giả chiến, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Công tác quản lý, điều phối nguồn lực xã hội có lúc có nơi còn hạn chế, lúng túng trong tổ chức thực hiện, hiệu quả sử dụng chưa cao. Đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch, nhiều cán bộ ở Trung ương và địa phương bị xử lý hình sự. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục giãn rộng chênh lệch so với giá vàng thế giới. Mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 66,4 triệu đồng một lượng, bán ra 67 triệu đồng một lượng, ổn định hơn so với ngày hôm qua. Do vậy, giá SGC có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp và ngân hàng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giảm nhẹ về 55,6 triệu đồng một lượng mua vào, 56,55 triệu đồng một lượng bán ra. Lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1943 đô la Mỹ một ounce. Kim loại quý trên sàn quốc tế tiếp tục đi xuống sau khi đã giảm 3 tuần liên tiếp. Đồng đô la Mỹ mạnh lên và khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất trở lại, khiến giá vàng được dự đoán khó tăng mạnh trở lại trong thời gian tới. Tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niên yết ở mức 23.712 đồng một đô la Mỹ, tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh mức 23.310 đồng một đô la Mỹ mua vào, 23.650 đồng một đô la Mỹ bán ra. Thưa quý vị, sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm 10 bị cáo từng là các lãnh đạo cán bộ thuộc tổng công ty công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, viết tắt là CNET, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2015 đến năm 2018, trên cương vị đảm nhiệm tại CNS, các bị cáo đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng, thoái vốn sai quy định tại công ty con của CNS là TIE gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng. Tại phiên xử sáng nay, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân được tòa án triệu tập nhưng vắng mặt tại phiên xử. Thưa quý vị, mùa kinh doanh cao điểm hè của hàng không đã tới, các hãng đầu tư khai thác những đường bay quốc tế mới còn nhiều tiềm năng. Việt Nam Airlines từ ngày 1 tháng 7 sẽ khôi phục đường bay xuyên Đông Dương theo hành trình Hà Nội, Luông, Pha Bang, Lào, Siêm Diệp, Campuchia và ngược lại. Việt Nam Airlines hiện cũng khai thác các đường bay xuyên Đông Dương khác, hành trình giữa Hà Nội, Viêng Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Vietjet thông báo mở đường bay mới Thành phố Hồ Chí Minh jakarta Indonesia từ ngày 5 tháng 8 và mở loạt đường bay quốc tế mới Thành phố Hồ Chí Minh, Kochi, Ấn Độ. Đà Nẵng, Hồng Kông, Phú Quốc, Hồng Kông, Đà Nẵng, Singapore, Đà Nẵng, Daegu, Hàn Quốc, Nha Trang, Seoul, Incheon, Hàn Quốc. Quý vị đang nghe podcast 11h30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Nga đã triển khai đợt không kích quy mô lớn nhất bằng máy bay không người lái nhắm vào Kiev hôm 28 tháng 5. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 58 trong số 59 máy bay không người lái mà Nga triển khai. Lực lượng không quân Ukraine mô tả đây là cuộc tấn công kỷ lục bằng máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tất cả 36 máy bay không người lái nhắm vào Kiev đã bị phá hủy. Các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm thủ đô Kiev kỷ niệm ngày thành lập cách đây 1.541 năm. Thị trưởng Vitaly Sklitsko cho biết đây là vụ tấn công thứ 14 trong tháng này. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Zuryinak nói với truyền hình Ukraine rằng sự kết hợp giữa máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không di động đã được sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Nga. Theo Reuters, phía Moscow không bình luận về các cuộc tấn công. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục ngồi trên chiếc ghế quyền lực sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này. Theo Reuters ngày 28 tháng 5, dẫn kết quả chính thức của cuộc bầu cử hai vòng cho thấy ông Erdogan giành được 52,1% số phiếu bầu, trong khi đối thủ Kaman Kilik Darugu của ông giành được 47,9% số phiếu bầu. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên hôm 14 tháng 5, tuy cũng dẫn đầu song tỷ lệ phiếu bầu cử của ông Erdogan không vượt quá mức 50% cần thiết để thắng cử. Ông được 49,5% số phiếu so với con số 44,9% của đối thủ. Chiến thắng này giúp ông Erdogan trở thành tổng thống tại nhiệm lâu nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi vị tổng thống đầu tiên Mustafa Kemal Atatürk, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các tổng thống Iran, Israel, Vương quốc Ả Rập Saudi đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông Erdogan. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11h30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quang Hòa và Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Góc Long Thành đã đồng hành cùng bản tin 11h30. Kính chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.